Hello, Tina xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, lại một mẫu tóc màu khói xám nha cả nhà. Thì hôm nay em sẽ trực tiếp lên cái mẫu tóc của cái em trai này nha. Cả nhà hãy theo dõi cùng em nha. Thank you.
ơn cả nhà đã xem hết video của Tina. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Tina cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.